tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào người đàn ông này. Hai cảnh sát cũng không đánh lại được anh ta. Cảnh sát A vung gậy lên, người đàn ông dễ dàng né được, cây gậy rơi xuống đất. Cảnh sát B không chịu thua, lại vung gậy đánh tiếp, người đàn ông lại né kịp rồi tiện tay đánh cảnh sát A ngã bay. Cảnh sát A tức giận liền lôi súng ra, người đàn ông quyết định nên giấu tài trước. Cây gậy trong tay cảnh sát B vẫn đang run rẩy, bọn họ bảo người đàn ông lên xe. Người đàn ông đang định lên xe thì cảnh sát B định đánh lén anh ta, anh đã nhận ra điều đó liền lập tức quay đầu lại. Cảnh sát B bị dọa cho sợ quá lập tức thu tay về. Tên này sau gáy mọc mắt à hay gì vậy? Ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn chằm chằm vào B, khiến hắn không dám cử động nửa nốt. Thế nhưng cảnh sát A và cảnh sát B không ngờ được rằng, đưa người đàn ông về cục cảnh sát là lựa chọn sai lầm nhất trong đời bọn họ. Người đàn ông tên là Andrew, là một thiếu tá lính đặc chủng vừa nghỉ hưu. Anh đến thị trấn nhỏ, khi đi ngang qua một tiệm cà phê để hỏi đường, thì quen được cô phục vụ Nastia. Vừa ra khỏi tiệm cà phê thì hai anh cảnh sát đã chặn đường anh ta lại. Andrew đưa giấy tờ tùy thân của mình ra cho cảnh sát, nhưng hai anh cảnh sát kia đều không thèm xem đã tịch thu nhét vào túi áo. Andrew chỉ đành vén áo ra để lộ ra con dao quân đội bên hông, ý chỉ chứng minh mình là quân nhân. Nhưng hai anh cảnh sát này lại không hiểu, còn cho rằng Andrew dùng dao thị uy với bọn họ, thế là giơ súng lên rồi còng tay Andrew lại. Andrew không phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay ra. Còn hai anh cảnh sát còn định động tay động chân, nhưng đánh thế nào anh ta cũng không ngã xuống, thế là có cảnh lúc đầu kia. Andrew không muốn gây chuyện nên đi theo đến cục cảnh sát, anh bị nhốt vào phòng giam. Đội trưởng cảnh sát đi tới cầm gậy chọc vào mặt Andrew, đánh thẳng một cú vào vai anh, rồi đánh phát thứ hai vào lưng, rồi phát thứ ba đánh vào chân. Nhưng Andrew không hề xin tha, không thốt lên tiếng nào. Đội trưởng lấy dùi cui điện ra dí vào bụng Andrew, người thường thì sớm đã bị giật cho ngất xỉu rồi, nhưng Andrew đã trải qua huấn luyện đặc biệt nên gắng gượng chịu được cú này. Andrew cuối cùng cũng tức giận, bắt đầu phản kích, đẩy ông đội trưởng ngã ngửa, sau đó đá bay dùi cui điện đi. Lúc này những cảnh sát khác xông vào, đội trưởng tức giận hét lớn, cục trưởng trở về rồi. Andrew bị đưa tới phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng cũng từng là bộ đội đặc chủng, sau khi xem giấy tờ tùy thân của Andrew thì không có ý làm khó anh. Anh ta khoe khoang thành tích công việc của mình với Andrew, trong trấn nhân dân thành thật, an cư lạc nghiệp, mong Andrew bỏ qua hành động thô lỗ của cấp dưới lúc trước. Andrew quan sát phòng làm việc của cục trưởng, nào là rượu đắt tiền, tiêu bản trên tường, và chiếc xe sang rừng dưới lầu kia ngập tràn vẻ xa hoa phung phí. Cục trưởng liên tục thổi phồng khoe khoang, Andrew ngắt lời của cục trưởng. Cục trưởng nhận ra Andrew căn bản không hứng thú với những gì hắn nói, thế là thái độ thay đổi hẳn, đập bàn cảnh cáo Andrew nhanh chóng rời khỏi đây, đừng có gây chuyện thị phi nữa, còn đấm một phát làm bức tường thủng một lỗ. Khi Andrew rời đi thì thấy Nastia đi vào phòng làm việc của cục trưởng. Andrew khi ra khỏi cục cảnh sát thì nhận ra quên mất MP3 ở đó, thế là lại quay trở lại. Còn Nastia thì đến nộp phí bảo vệ, sau khi nhận tiền thì cục trưởng còn định cưỡng bức cô. Khi Andrew đi vào đúng lúc nhìn thấy cục trưởng đang đè lên Nastia. Cục trưởng lúc này rất chi là bình tĩnh cài cúc quần vào, Nastia trốn vào góc tường kéo chặt áo lại. Andrew nhìn bộ dạng đáng thương của Nastia thì biết ngay cô là bị ép, anh tức giận. Cục trưởng còn muốn ra tay trước, bị Andrew bẻ tay lại, anh đấm một phát vào cổ họng hắn, hắn lập tức thở không ra hơi. Sau đó anh đánh ngất cục trưởng chỉ bằng một cú đấm, cầm cái gạt tàn trên bàn rồi rút dây điện thoại đi, đưa Nastia ra khỏi đó. Andrew bắt đầu xử lý người trong cục cảnh sát, chỉ cần một cái gạt tàn đã đánh gục một tên. Anh dùng dây điện thoại cuộn chặt vào tay, cảnh sát gần đó bị khí thế của anh làm cho sợ hãi không dám động đậy. Andrew tiếp tục đi ra ngoài, có người còn định rút súng thì bị anh dùng dây cáp điện thoại vụt vào mặt. Một người khác còn định cầm súng trường, bị anh dùng cáp điện thoại quấn chặt vào người đánh gục. Một tên cảnh sát khác đứng dậy thì ăn liên hoàn 7 cước của Andrew. Để đề phòng, Andrew gỡ hết đống súng của chúng ra. Anh lại mở cửa thì nhìn thấy đội trưởng và hai cảnh sát A và B. Đội trưởng cầm súng ra. Tên béo còn định phản kháng thì bị anh ném qua một bên, đội trưởng thì được anh thưởng cho một đầu gối, coi như trả thù cho vụ vừa nãy bị đánh. Vừa ra ngoài thì lại gặp một cảnh sát khác cầm gậy lên xông tới, Andrew chỉ trong chốc lát thì đã vật xoay tên kia hẳn tầm 20 vòng, lúc tên kia sắp nôn thì Andrew đấm cho một phát bay ra. Đến cầu thang thì gặp một tên mập còn lắm lời, bụng, đầu, cổ, ngất luôn, còn ai nữa? Tên cuối cùng cho một gối, bó nớt thêm một đấm khiến hắn lăn từ trên bậc thang lăn xuống, gút chóp anh, chưa đến 3 phút mà cục cảnh sát đã gục hết. Đi đến trước cổng còn hỏi một tên ngốc xin một điếu thuốc hút, Nastia đứng bên nhìn ngơ ngác. Andrew đúng là đỉnh, hai người họ cứ vậy thuận lợi rời khỏi cục cảnh sát. Đám cảnh sát giờ mới phản ứng kịp, cục trưởng ra lệnh dốc sức truy bắt Andrew. Andrew bảo Nastia trốn vào, còn mình thì cướp một con xe máy bắt đầu cuộc chiến đua xe. Trên đường, cảnh sát thò nửa người ra liên tục nổ súng bắn, đạn bay như mưa về phía Andrew. Andrew lái xe máy không ngừng linh hoạt né đạn, mỗi khúc cua đều cua rất dễ dàng điêu luyện. Hỏa lực đằng sau ngày càng dữ dội, Andrew chuẩn bị làm cú quyết định, anh đạp mạnh ga lao xuống vách núi cạnh đó cao tầm vài chục mét, nhào lộn tiếp đất. Đội trưởng cầm súng bắn về phía Andrew, cảnh sát từ trên vòng xe xuống, Andrew chạy đến con xe nâng gần đó rồi đâm về phía xe cảnh sát. Xe cảnh sát bị ép đến liên tục lùi về sau, nhưng chưa cần đợi đến Andrew đuổi tới thì đã bị một con xe tải không biết từ đâu chui ra đụng phải, bùm một tiếng, khói lửa ngụt trời. Hai cảnh sát trong xe bị nổ thành tro bụi. Cục trưởng thấy đống lộn xộn trước mắt, liền ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra trong trấn để bắt Andrew.
Cùng lúc đó, Andrew đã trốn vào trong rừng. Đối với một người xuất thân từ binh đặc chủng như anh, thì đây là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Anh thu thập các thứ có thể dùng được, nào là lò xo rỉ sét, dây điện dài mấy mét và tấm sắt nhỏ dính đầy bùn đất. Những thứ này nhìn thì có vẻ là những thứ vô dụng, nhưng qua tay Andrew thì trở thành một cái bẫy đơn giản, chỉ còn chờ con mồi cắn câu thôi. Cảnh sát A đi tìm Andrew, cẩn thận mở cửa ra, đón tiếp anh ta là tấm sắt cắm vào mặt, anh cảnh sát ngất đi. Cảnh sát B nhanh chóng chạy tới, vừa quay đầu lại thì phát hiện Andrew không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Cảnh sát B cầm súng xông lên liền bị Andrew một cước đá bay, sau đó Andrew vụt cây đốt lửa đánh thẳng vào cổ cảnh sát B, lấy đi hết vũ khí của anh ta. Hôm sau, cục trưởng phát hiện hai cảnh sát mặt sưng mày tấy kia, cảnh sát B ghé vào tai cục trưởng nói với anh ta, Andrew nói là nếu mà cứ đuổi tiếp thì sẽ khiến anh trở thành thái giám. Cục trưởng nghe xong tức giận đùng đùng, giáng một bạt tay vào mặt anh B, sau đó, đưa theo cấp dưới tiếp tục đi truy bắt trong rừng. Ban ngày ban mặt, có một bóng đen liên tục di chuyển trước mặt họ, nhưng lại không một ai nhìn rõ được, bóng đen đó chính là Andrew. Hai cảnh sát dẫm phải bẫy chuột, la khóc đòi mẹ. Tiếp đó, Andrew từ trong bụi cỏ ném chiếc nĩa vừa được cải tạo vào chân của cảnh sát, người còn lại cầm súng bắn liên tục một vòng. Andrew biến mất lần nữa. Mấy phút sau, Andrew như ma quỷ lại xuất hiện ở trên cao, lại ném một chiếc nĩa nữa ra, tiếp đó nhào xuống từ đống đất khéo léo trốn khỏi mưa đạn. Andrew trốn sau cây ném một cục đá ra thu hút sự chú ý của cảnh sát, sau đó xuất hiện sau lưng anh ta, với combo liên hoàn cước khiến cho tên cảnh sát ngã gục xuống. Tuy là cảnh sát ai nấy đều bị thương, nhưng đều không có nguy hiểm đến tính mạng, rõ ràng, Andrew không hề muốn giết người. Trong lúc tìm kiếm, cục trưởng thấy Andrew, hai người bốn mắt nhìn nhau. 3, 2, 1, viên đạn và chiếc nĩa đồng thời bay ra, cục trưởng dễ dàng né được, Andrew lại không may mắn như vậy, đạn đã bắn trúng khuỷu tay anh, máu không ngừng chảy, nhưng chút thương nhỏ này không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Andrew. Anh đột nhiên nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, đợi khi cục trưởng phản ứng lại thì đã không thấy bóng dáng Andrew đâu nữa. Cục trưởng theo hướng anh chạy trốn đuổi theo, thì lại không ngờ rằng Andrew đã xuất hiện sau lưng anh ta. Hắn quay người, Andrew dùng dao chặn miệng súng lại, tay còn lại nhanh chóng gỡ băng đạn ra, sau đó thưởng cho hắn một bạt tai. Andrew dùng dao kề vào cổ hắn nói, đủ rồi đấy, mau đem người của mày rời khỏi đây đi, tao muốn giết mày thì dù mày có trăm cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Sau đó anh đấm cho cục trưởng hai phát rồi quay người rời đi. Anh không giết cục trưởng, nhưng sự mềm lòng của anh đã đem đến tai họa cho anh. Cục trưởng gọi bộ đội đặc chủng tới, là cấp trên cũ của Andrew. Cấp trên nói Andrew là tinh anh trong tinh anh, đám người mấy người chẳng làm được gì anh ta đâu. Andrew chạy nhanh trong rừng, trực thăng theo sát phía sau, đạn thì liên tục bắn tới, cây cối bên cạnh thì không ngừng ngã xuống. Anh ngã từ vách núi xuống, lộn nhào mấy chục vòng rồi rơi xuống nước, nước bắn tóe lên. Đến đây kiểm tra các bạn một chút, cây súng mà xạ thủ sử dụng là loại súng gì? Bạn nào biết hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Trực thăng không rời đi mà lượn vòng trên mặt nước. Dù Andrew không bị đạn bắn trúng, nhưng rơi xuống nước lâu như vậy thì cũng nghẹt thở chết rồi. Nhưng anh vẫn là mạng lớn, được một ông già cứu, người đó chính là ông của Nastia. Hôm đó, mấy tên cướp xông vào nhà, Andrew trốn ở đây dưỡng thương. Lúc này mấy tên cướp xông vào nhà bắn chết người ông, Andrew đang dưỡng thương trong nhà kho cũng bị bắt. Anh giả vờ giúp bọn cướp sửa động cơ máy, nhân lúc tên cướp không chú ý liền đâm dao vào ngực tên cướp. Vậy vẫn chưa đủ, anh còn xoay thêm 3 vòng mới chịu buông tay. Andrew vào kho cứu Nastia, vừa định ra ngoài lại gặp phải tên cướp khác. Hai người cầm chặt súng của nhau, đạp đối phương ngã xuống đất, Andrew đánh vài quyền ra nhưng tên cướp lại không thấy bị sao cả. Tên cướp ôm Andrew lên ném mạnh xuống đất. Andrew nhắm chuẩn thời cơ đạp tên cướp ra, ném con dao ra trúng vào tim tên cướp cuối cùng khác cũng bị Andrew bắn chết. Bên kia, cục trưởng không thấy xác của Andrew cứ thấy bất an, thế là sai cấp dưới tiếp tục tìm kiếm. Andrew bị đặc công chặn lại trong một căn phòng cũ nát, hai tay đưa qua đầu, định đầu hàng rồi à? Đương nhiên là không rồi, Andrew đánh tên binh đặc chủng kia ngất đi. Người còn lại giơ súng lên bắt đầu bắn liên tục, Andrew giả vờ quỳ xuống đầu hàng, đá vào chân tên kia ngã lộn nhào ra. Anh nhảy xuống tầng 2, bị nhấn vào trong nước cũng không hề hoảng hốt, bóp cò súng của đối thủ rồi một đấm đánh bay anh ta. Lúc này, binh đặc chủng cầm súng đến kịp, ông từng là cấp trên của Andrew. Hai người ăn ý thu súng lại, chuẩn bị một cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông với nhau. Cấp trên ra tay trước, Andrew khéo léo né ra, nhân cơ hội đá vào cấp trên một cú, cấp trên ngã dưới nước cũng quét chân rồi đứng dậy, đấm liên tiếp vài phát, nhưng ngay cả một cọng tóc của Andrew cũng chưa đụng tới. Andrew nhắm chuẩn vào bụng ông ta đấm hai phát, ruột gan ông ta chắc sắp rơi ra cả nốt rồi. Thấy tình hình không đánh lại thì cấp trên chỉ đành rút súng ra. Tiếng nổ lớn vang lên, cấp trên bị nổ bay ra rơi xuống nước. Andrew vốn dĩ có thể chạy trốn, lại quay đầu nhảy xuống nước cứu cấp trên. Chính là do làm lỡ mất mấy phút này mà cục trưởng đã đưa người tới kịp. Andrew chỉ đành trốn đi trong nước, anh tìm thấy một cái hang động, nhưng không ngờ rằng cục trưởng đã đợi sẵn ở lối ra. Anh vừa xuất hiện thì đón tiếp mình chính là cơn mưa đạn sổ tới. Andrew trốn vào căn nhà gỗ nhỏ. Cục trưởng nóng vội, vác tên lửa dở PG lên bắn về phía căn nhà gỗ, tiếng nổ cực lớn, phát này thì chắc là ngùm rồi chứ. Hóa ra trước đó Andrew lại phát hiện trong nhà nhỏ kia có mật đạo, tên cảnh sát tiến vào tìm kiếm thì bị anh nhanh chóng giải quyết, anh thay đồ đặc công vào rồi hiên ngang từ trong nhà đi ra, sau đó cướp một chiếc xe. Andrew cầm súng đến phòng làm việc của cục trưởng. Hai người vừa gặp mặt, một trận súng đã nổ ra. Andrew chặn cục trưởng trong phòng,
Đang lúc quyết định tự tay xử anh ta thì chỉ huy trưởng cũ xuất hiện. Anh ta khuyên Andrew buông vũ khí xuống, để cho cục trưởng nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng Andrew nói rằng, anh muốn tôi khoanh tay đứng nhìn phụ nữ bị ức hiếp sao? Anh muốn tôi cứ đứng nhìn người thân mà đồng đội đã dùng tính mạng để bảo vệ, bị áp bức không thể phản kháng sao? Tuy trong lòng Andrew có trăm ngàn sự không tình nguyện, nhưng anh vẫn tha cho cục trưởng. Cuối phim cục trưởng bị bắt, nhưng hắn liều chết phản kháng, còn bắt Nastia làm con tin. Nhưng thấy Andrew đi ra thì cục trưởng lại sợ tè ra quần, ngoan ngoãn thả Nastia ra. Tôi vẫn là nên đi nhà giam thôi. Cuối cùng Andrew có được mỹ nhân. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này tên là Flynn Đá Lửa. Câu hỏi kỳ này, cây súng mà xạ thủ trên trực thăng sử dụng là loại súng gì? Bạn nào biết hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.